Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Đây là MacBook Pro 14 inch tai thỏa. Nhưng các bạn thấy cái màu nó hơi khác đúng không? Đúng rồi. Bán xong lại phải mua lại các bạn ạ. Con này nó là cái con mà mình vẫn mua bản base cơ bản thôi. Nhưng hôm trước các bạn để thấy cái phiên bản màu bạc mình mua bên 7S thì con này màu Space Gray thì cũng mua bên đấy thôi. Tại vì một là đổi cái màu, hai đấy nữa là mình bán xong con kia và mình chợt nhận ra một điều là cái nhu cầu công việc của mình nó thay đổi đi một vài thứ. Và mình quyết định là sẽ tập trung tất cả mọi thứ vào một cái máy tính duy nhất thôi. Thay vì cái việc trước đây là mình sử dụng dưới studio một cái máy tính, trên nhà một cái máy tính khác. Thì nói chung cái vấn đề đó mình sẽ chia sẻ đến sau. Mình sẽ bàn đến cái vấn đề đó sau. Nhưng cái tiêu đề video như mình đã nói rồi đấy, đừng so sánh máy tính của Apple với Intel, AMD hay là bất cứ một cái máy tính nào chạy hệ điều hành Windows ở bên ngoài kia nữa. Bởi vì nó không chung một hệ sinh thái, nó không chung một hệ quy chiếu và nó không chung nhau bất cứ một thứ gì cả. Vậy nên so sánh nó sẽ là vô nghĩa. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ muốn chia sẻ một chút xíu về một vài những cái quảng cáo nghe thì có vẻ rất là hấp dẫn của nhà Apple nhưng thực chất ra nó không giải quyết một vấn đề gì cả. Và mình cũng muốn nói về một vấn đề. Đấy là những chiếc máy tính của Apple như thế này thì nó dành cho ai và ai thì nên mua nó. Bắt đầu kỹ hơn ngay bây giờ nhé. Let's go. Cái điều đầu tiên ấy, mình muốn bóc ngay vào luôn. Đấy là trong cái sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple gần đây là Peak Performance, thì nói về sức mạnh của con Mac Studio chạy chip M1 Ultra. Thì họ so sánh với cả i9-12900K, họ so sánh với cả RTX 3090, rồi họ nói trong cùng mức ăn điện thì cái của tôi nó mạnh hơn thế này, cái kia mạnh hơn cái này cái khác, benchmark các thứ tôi mạnh hơn kiểu này kiểu kia, rồi hỗ trợ các thứ. Thì mình xin nói một câu nói chung là ngắn gọn như sau. Đấy là những cái cấu trúc ghép nối hai con chip lại thông qua một cái cầu người ta gọi là cái gì nhỉ? Ultra Fusion ấy. Sorry các bạn, mình nói nhớ đúng hay là không, tại mình không quan tâm mấy cái đấy cho lắm, sorry anh em. Thì cũng là cái kiểu như thế thì máy tính Windows và cụ thể hơn là máy chủ của Intel này, của AMD đã cũng có từ rất lâu rồi. Thậm chí nếu như các bạn nào chưa biết thì cái con Threadripper của AMD nó là hai con Ryzen 7 được ghép lại với nhau, tăng số luồng lên, tăng số nhân lên, tăng bộ nhớ cache lên và tăng nhiều những băng thông hơn lên. Tức là Apple không phải là sáng tạo ra một cái thứ gì đấy nó quá ghê gớm cả. Nó không mới đâu các bạn. Những hãng khác đã làm từ rất lâu rồi, thậm chí Intel cũng có những cái giải pháp sử dụng máy chủ 2 CPU, 4 CPU, thậm chí là nhiều CPU hơn. Vẫn biết là những cái mục đích và những cái nhu cầu sử dụng đó thì nó là những cái nhu cầu rất là chuyên nghiệp, và phần lớn những người dùng bình thường như mình và các bạn đang xem cái kênh YouTube này của mình thì cũng không chuyên và không hiểu sâu về những vấn đề đó. Và bởi vì đã không hiểu sâu nên mình cũng không dám chém nhiều, mình không muốn nói đến nhiều. Tức là cái vấn đề ở đây đó là cái giải pháp để mà chúng ta sử dụng nhiều CPU như thế thì Intel và AMD cũng đã có từ trước Apple rồi. Nên đừng nói là Apple khai sáng một thứ gì đấy nó ghê gớm lắm nữa. Ok, rồi nói đến tiếp theo đến những cái vấn đề liên quan đến nó nhanh hơn và mạnh hơn thì Intel Core i9 mạnh hơn RTX 3090 ở cái điểm này điểm kia. Thì một con chạy macOS, một con chạy Windows đã khác hệ điều hành thì đừng có so sánh làm gì. Còn so sánh những cái liên quan đến cùng một cái phần mềm thì nó lại liên quan đến nhiều yếu tố, liên quan đến tối ưu, mà thậm chí nó còn liên quan đến cái mức ăn điện của GPU và ăn điện của CPU nữa. Các bạn cũng hiểu một điều là những con MacBook như thế này chạy chip Apple M1 này, M1 Pro, M1 Max các thứ thì nó ăn cực kỳ ít điện so sánh với Windows. Nhưng khi chúng ta đã so sánh về vấn đề hiệu năng, tức là phải bung hết sức mạnh ra, thì liệu trong cái bài test mà Apple đưa ra nó đã bung hết sức mạnh của những con chip đấy hay là không? Mà nói thẳng ra là những con Intel được gắn trên những sản phẩm như là iMac này, gắn trên những con MacBook Pro này, chưa bao giờ khai thác hết được sức mạnh của cái con chip đến từ nhà Intel cả. Thế thì so sánh như thế liệu có bị khập khiễng quá hay là không? Ok, rồi lại nói về những cái bài so sánh. Apple không bao giờ đưa ra bất cứ một cái bài test cụ thể nào cả, mà họ chỉ đưa ra những cái con số. Mà con số đó như thế, mình thích thì mình nói mồm. Mà thậm chí nếu như soi thật kỹ ra thì hầu như Apple toàn lấy những cái thế mạnh của họ là những cái thứ mà họ tối ưu cực kỳ tốt để so sánh với cái điểm yếu của những hãng kia. Thế thì so sánh như thế không công bằng. Nó làm cái gì nữa? Thời gian gần đây có một vài những trang bên nước ngoài mang một vài những bài test game
cho RTX 3090 bú khoảng 400W điện vào, xin lỗi M1 Ultra làm gì có cửa. Nói thẳng ra nó là như thế. Rồi so sánh ở cái yếu tố làm việc chuyên nghiệp, M1 Ultra hỗ trợ tối đa có bao nhiêu? 128GB RAM. Thế nhưng con máy chủ hỗ trợ lên tới khoảng 2TB RAM thì sao? Hay ngay cả con Mac Pro là cái con thùng to bự chả bá ấy, hỗ trợ tối đa 1.5TB RAM. Đấy, how to có cửa để xét về vấn đề hiệu năng của con Mac Studio kia với những cái con kinh khủng như thế. Ok. Rồi, nên nói chung, gạt qua cái yếu tố mà các bạn đừng bao giờ so sánh nữa, bởi vì rõ ràng cái nền tảng chip ARM trên những con MacBook như này, trên con Mac Mini, Mac Studio các thứ như này thì nó chỉ giải quyết được một phần của vấn đề thôi, chứ không bao giờ nó giải quyết hết tất cả những nhu cầu có thể nói là chuyên nghiệp, cao cấp cả. Nên là thôi đừng bàn đến ở đây nữa nhá. Ok, thế thì như mình đã nói, nó vẫn có đối tượng khách hàng, bởi vì bản thân mình cũng đã mua. Thế thì ai phù hợp? Đương nhiên là đối với những người lựa chọn một cái MacBook như thế này thì cái điểm mạnh của nó chúng ta phải nói đến trước. Đấy là màn hình rất đẹp, đấy là thời lượng pin cực kỳ trâu, và đấy là nó cực kỳ yên tĩnh mà gần như các bạn sẽ không nghe thấy tiếng quạt trong quá trình các bạn sử dụng, bởi vì nó là ARM chứ nó không phải là x86. Nó tỏa cực kỳ ít nhiệt, và quan trọng hơn cả là nó tối ưu hiệu năng trên từng watt điện là cực kỳ tốt. Thế nên như mình cần một cái máy phải có thời lượng pin trâu chẳng hạn, mình chọn MacBook. Mình cần một cái máy phải có màn hình thật là đẹp với 120Hz chẳng hạn, mình chọn MacBook. Hay là mình cần một cái máy chạy những cái phần mềm, ví dụ như là Chrome này, ví dụ như Photoshop này, ví dụ Premiere, ví dụ Final Cut một cách cực kỳ mượt mà, khi mình không cần nhất thiết phải cắm sạc mà vẫn có thời lượng pin trâu, mình sẽ chọn MacBook. Đấy, vấn đề nó chỉ là như thế mà thôi. Các bạn có những cái ứng dụng để phục vụ cho cái công việc của bạn, và những ứng dụng đó nó hoạt động tốt, thậm chí là cực kỳ tốt trên một con MacBook, thì các bạn chọn MacBook. Còn nếu các bạn muốn mua MacBook để các bạn làm tất cả mọi thứ trên đời, giờ ơi đất hơi các thứ, mà cái gì cũng muốn nó thật tốt, thì xin lỗi là không. Bởi vì ví dụ như là con MacBook Pro, như con MacBook Pro 14 inch này, mình mua ở 7S 52 triệu, không phải là một con số nhỏ. 52 triệu thường sức các bạn có thể mua được những con có cấu hình thuộc dạng mắc khủng, chạy Windows, đến từ Asus này, đến từ Acer này, đến từ MSI các thứ. Có thể mua được những dòng MSI như từ GS này, có thể mua được những con Strixka với cấu hình cực kỳ khủng của Asus này, hay là Acer thì cũng có rất nhiều dòng Predator giá cực kỳ ngon luôn, hiệu năng mạnh hơn con này, và sử dụng cho những cái mục đích ví dụ như edit video với cường độ cao, render video các thứ, thậm chí là các bạn chơi game, thì nó cũng ngon hơn cái con này tới 6,9 lần. Thế nhưng những con kia nó nặng hơn, nó to hơn, màn hình nó xấu hơn, rồi chưa kể nữa là pin nó yếu hơn cực kỳ nhiều, và nếu các bạn muốn bung sức mạnh ra thì các bạn phải cắm sạc, rồi chưa kể nó cực kỳ ồn ào và nó rất là nóng nữa. Vậy các bạn phải đánh đổi. Ok, nói chung MacBook, Mac Mini, iMac hay là những cái máy tính của Apple nói chung, nó hướng đến một đối tượng khách hàng có thể nói là riêng và khác biệt hoàn toàn so sánh với bất cứ một khách hàng nào quan tâm về những thiết bị chạy Windows, tức là quan tâm đến những con chip của AMD, của Intel, những card đồ họa của AMD hay của Nvidia GeForce RTX. Tóm lại, đừng có so sánh nữa. Apple làm gì thì cứ làm. Các bạn cứ hiểu đơn giản, trước đây cái đối tượng mà mua MacBook nó đã là không liên quan gì nhiều đến với cái đối tượng mua máy tính Windows rồi. Không, gần như là không liên quan. Thế thì bây giờ Apple chỉ giải quyết một cái vấn đề, đấy là họ làm cho những chiếc máy tính Apple của họ ngày càng trở nên tốt hơn, và nó tối ưu ngon hơn, cũng như là mọi thứ nó nhanh hơn so sánh những thiết bị trước đây mà họ từng làm mà thôi. Cái quan trọng là trước đây họ không tạo được con chip, nên họ phải phụ thuộc vào Intel, họ phải phụ thuộc vào các đồ họa AMD. Thì bây giờ họ làm đến cái mới thì họ tự gáy với những sản phẩm trước đây của họ. Còn những người dùng bình thường như chúng ta, những người dùng Windows ngoài kia thì thôi, bỏ qua đi, bỏ ngoài tai hết đi, đừng so sánh nhau, đừng cà khịa nhau làm gì nữa, nhức hết cả đầu ra. Tóm lại, như chiếc MacBook này ngon không? Ngon. Đáng mua không? Đáng. Nhưng nó có phù hợp với tất cả mọi người không? Không. Quan trọng là bạn phù hợp với nó thì bạn hãy chọn nó giống như mình. Thế nhá. Và đừng quên check giá tại xem đây có mức giá tốt nhất đấy. Link sẽ phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện cho giá hơn. Còn bây giờ thì bye.